Tức là khi đưa ra cái nhận định theo kiểu là hãy để cho chúng nó chết đi, thì lại gặp được rất nhiều những cái phản đối theo kiểu là thị trường bất động sản mà chết đi thì các ngân hàng thì làm thế nào, nợ xấu tăng lên thì làm thế nào, rồi các cái nhân lực trong lĩnh vực bất động sản thất nghiệp thì làm thế nào, rồi bao nhiêu các cái hệ lụy khác cho thị trường bất động sản nó gặp vấn đề thì làm thế nào. Có mấy cái ông chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản á, thì mấy ngày hôm nay á, là có mấy cái phát biểu theo cái kiểu là bằng mọi giá phải cứu lấy thị trường bất động sản, hãy đưa ra những cái chính sách nới lỏng cho cái việc cho vay hoặc là giữ cái tỷ lệ an toàn giữa vốn ngắn hạn, huy động ngắn hạn cho vay dài hạn như hiện nay để cứu lấy lĩnh vực bất động sản. Thì Thắng mới có cái suy nghĩ là làm sao mà phải cứu, tại sao phải cứu, sao không để cho nó chết đi ạ? Tức là khi đưa ra cái nhận định theo kiểu là hãy để cho chúng nó chết đi, thì lại gặp được rất nhiều những cái phản đối theo kiểu là thị trường bất động sản mà chết đi thì các ngân hàng thì làm thế nào, nợ xấu tăng lên thì làm thế nào, rồi các cái nhân lực trong lĩnh vực bất động sản thất nghiệp thì làm thế nào, rồi bao nhiêu các cái hệ lụy khác cho thị trường bất động sản nó gặp vấn đề thì làm thế nào. Nghe xong đến đây xong cái Thắng mới cười ía cả ra quần. Cái Thắng mới hỏi là thế cái lúc thị trường bất động sản nó tăng nhiều tăng mạnh á, các công ty bất động sản làm ăn phát đạt á, sao chả thấy có công ty nào là kêu là dư tiền đi đi làm từ thiện. Ok, nói như vậy để anh chị và các bạn thấy được là cái tư duy con cua trong cái cách mà rất nhiều các cái lĩnh vực trong cuộc sống chúng ta hiện nay nó đang diễn ra, thì nghe thì nó có vẻ là rất dở hơi nhưng mà thường thì nó vẫn hay diễn ra như vậy. Nó giống như cái kiểu là cái tư duy mà từ từ những cái chia sẻ ngay từ cái đầu video này, anh chị bạn thấy là Thắng đều ngồi xổm anh chị bạn. Ngồi xổm là bởi vì sao? Là bởi vì không ngồi xuống một cách tử tế mà cứ ngồi xổm như thế này để mà gọi là bò ngang hoặc là gọi là tư duy của cái kiểu là vội để mà chộp giật tìm kiếm cái cơ hội, nên là không sẵn lòng là bỏ cái đôi dép ra, sau đấy ngồi xuống một cách tử tế và tìm một cái giải pháp nào đó để làm ăn đàng hoàng và cho ra được những cái sản phẩm mang tính chất bền vững lâu dài. Đó thực sự là cách làm của phần đại bộ phận các cái doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, và một trong những cái lĩnh vực mà trong cái video ngày hôm nay Thắng sẽ trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn, đó chính là cái lĩnh vực thị trường bất động sản. Nhiều lắm, khá là nhiều chuyên gia, đặc biệt gần đây thì có cái ông gọi là tên là Lê Xuân Nghĩa anh chị bạn. Ông này cũng là chuyên gia đấy, cũng là chuyên gia đấy nhưng mà cũng tham gia đầu tư bất động sản hay thế nào đấy, có cả công ty lên sàn đấy anh chị các bạn, và bê bối khá là cũng có khá một chút bê bối ở trên thị trường chứng khoán những công ty của chuyên gia này. Luôn luôn đề xuất ra những cái gọi là theo kiểu tức là chúng ta buộc phải cứu. Tại sao chúng ta phải cứu? Tôi chả thấy có lý do thì phải cứu cả. Kinh tế thị trường, doanh nghiệp làm ăn, quản trị rủi ro, thuê mướn nhân công, lời thì ăn lỗ phải chịu chứ à? Đúng không ạ? Sẽ cái lúc lời, tôi thấy có cái doanh nghiệp nào bảo là lời quá rồi đem tiền cho người khác không? Không đúng không? Thế bây giờ thị trường nó có vấn đề. Thị trường lên lên mạnh thì sao các ông không hô là phải các hiệp hội không ngồi với nhau bảo là tình hình nó lên mạnh quá, đề nghị chính phủ phải có cái giải pháp nào đó để ngăn chặn cái tình hình đầu cơ như thế này, gây ra những cái bất ổn, gây ra những cái vụ án như kiểu Alibaba, như kiểu là ông Luyện đấy. Tại sao không thấy có hiệp hội nào nói về những câu chuyện đó, hay là ngăn chặn những cái tình trạng đó để tránh mất tiền cho mọi người, rồi không thấy cái câu chuyện đầu cơ tích trữ đẩy giá bất động sản để cho giá cả bất động sản ở nhiều vùng đất tăng cao, dẫn đến những cái hệ lụy theo cái kiểu là ví dụ như xây cơ sở hạ tầng đường trường trạm phải đền bù với một cái mức giá rất là lớn, rồi đẩy giá các cái gọi là các cái dự án hạ tầng ở giai đoạn 2, giai đoạn 3 lên cái mức đền bù rất là cao, rồi đình trệ trong các cái dự án bất động sản hoặc là các cái dự án hạ tầng mà gây ra cái thất thoát cho nhà nước. Ta lấy ví dụ như cái dự án metro này, metro thành phố Hồ Chí Minh như này đấy, anh chị và các bạn cứ vô mà xem bao nhiêu năm rồi mà không đi vào hoạt động, hoặc là dự án metro ở Hà Nội đấy, Cát Linh, Hà Đông đấy, thì bao nhiêu năm mà không hoạt động, lý do thì tất cả đều đổ lỗi cho cái anh Trung Quốc. Có chắc là anh Trung Quốc không?
có chắc là anh Trung Quốc không, hay là do cái tình trạng gọi là một phần là trong đó là do là bất động sản nó tăng thì nó sẽ leo thang theo nguyên vật liệu nó tăng theo, sắt thép nguyên vật liệu nó tăng theo thì đương nhiên chi phí cố định và các cái chi phí trong dự toán nó bị thay đổi. Thay đổi thì dự án nó tăng, ví dụ như dự toán ban đầu 1 tỷ đô thì bây giờ nó lên 2 tỷ đô, thậm chí nó nhiều hơn. Rồi cái khi mà cái chủ thầu lúc đầu thì đấu giá thì thấy là lời, nhìn không ra thì cuối cùng là mọi thứ nó đẩy theo thì lỗ rồi sau đấy đình trệ các cái dự án, và đến ngày hôm nay vẫn còn chưa, thì tôi chưa hiểu là cái hiệu suất của các cái dự án đó nó đi đến đâu, hay là nó là một cái đống gọi là đắp đống rồi đó. Cuối cùng thì thiệt hại cho ai? Thiệt hại ngân sách nhà nước, thiệt hại ai? Thế đó, ok. Vậy quay lại câu chuyện bất động sản. Ok, bao nhiêu năm vừa qua nó tăng giá, bao nhiêu doanh nghiệp bất động sản báo lời, không tin anh chị các bạn lên thị trường chứng khoán xem thống kê xem lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu của Việt Nam trên thị trường chứng khoán xem lời bao nhiêu, lời như thế nào. Vậy những cái tiền lời đấy các anh ấy, tôi chả thấy là các anh ấy đem làm cái gì đó mà gọi là giống như kiểu là từ thiện hay gì đó. Chả có thay doanh nghiệp nào, lời thì họ ăn thôi, đúng không? Họ chia chác cho cổ tức và cho cổ đông thôi. Lỗ thì họ phải chịu chứ. Sao lại phải cứu? Thì bây giờ nha, tôi nói ví dụ nha, trường hợp các ông bảo là cứu đúng không? Ok, tôi đồng ý đi. Chính phủ đồng ý đi. Vậy cứu thì lấy ngân sách cứu hay là cứu ở đâu ra? Ok, các ông bảo bây giờ Quốc hội không cho lấy ngân sách để cứu. Ok, không cứu bằng ngân sách. Không cứu bằng ngân sách thì bảo ngân hàng họ đứng ra để họ gia hạn, họ nới hạn rồi họ giảm lãi. Thế tôi hỏi với các ông nha, bây giờ các ông là giám đốc ngân hàng, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của một ngân hàng lớn, đúng không? Thế bây giờ nha, tôi huy động ở trong dân là lãi suất từ 6 đến 8% tùy theo mức gói huy động, đó là ngắn hạn, dài hạn, trung hạn. Rồi, bây giờ các ông bảo tôi cho vay 3%. Tôi có bị khùng không? Tôi có bị thần kinh không? Tôi đi huy động 6% rồi đi vay 3% hoặc 5%. Hoặc là bây giờ tôi đang có cái biên lợi nhuận là trừ trọt chi phí cố định đi. Tôi đang có cái biên lợi nhuận trên cái khoản lãi ví dụ như là 100.000 tỷ tôi huy động được, cho vay 100.000 tỷ, biên lợi nhuận của tôi là trên cái khung lãi, tức là gọi là cái biên lãi á. À, khoảng 3% hoặc 4%. Bây giờ các ông bảo tôi hạ 3%, thế tôi có bị thần kinh luôn là đi làm không công à? Không có đâu. Và thứ hai nữa, có một cái điều rất là quan trọng ông phải nên nhớ như thế này. Câu chuyện nó đã là kinh tế thị trường á, tức là kinh tế thị trường là phải để thị trường điều tiết. Và nếu như doanh nghiệp nào yếu kém, doanh nghiệp nào mà sức chịu đựng qua cái đợt khủng hoảng này nó kém, nó yếu và nó có bệnh thì tốt nhất là cứ để cho nó chết đi chứ vaccine phải cứu. Cứ để cho nó chết. Tôi vẫn nhớ một câu nói của ông Alan Fan. Người này là cố Alan Fan đã mất rồi. Ông nói một câu thế này này: cứ để cho chúng nó chết. Nguyên lý đó là cái cây này chết đi thì cái cây khác mới có cơ hội để mọc lên. Che già thì măng mọc. Và doanh nghiệp cũng vậy. Đến cái lúc mà không đủ khả năng chống chọi với thị trường, không đủ khả năng và kém trong câu chuyện gọi là cân đối hàng tồn kho, giảm thiểu tiết giảm chi phí trong nhân lực, nguồn nhân lực, và kém trong cả các cái vấn đề làm ăn thiếu cái tính bền vững lâu dài và phòng ngừa rủi ro, chộp giật kiếm ăn chộp giật thì gặp phải tình trạng thị trường nó bị vấn đề một cái là lăn ra ngay, mà lăn ra thì bắt đầu là giãy đành đạch, sau đấy kêu là phải cứu, sau đấy hiệp hội này hiệp hội kia nhảy vào cứu là cứu thế nào, tôi chả có thấy lý do gì phải cứu cả. Và tôi nói thẳng ra là thế này này, tôi chả thấy có một cái hiệp hội nào mà làm đúng cái vai trò của mình. Hiệp hội đó đứng như vai trò để kiểm soát rủi ro, để nhìn nhận và đánh giá thị trường đúng, chỉ nói về những cái khó, những cái dễ trong những năm vừa qua. Tôi thấy có các ông có nói đâu, tôi chả thấy các ông nào nói về cái câu chuyện là những năm vừa qua dễ như thế nào thì bất động sản khu đông tăng giá là ra làm sao. Đây ngay khu đông thành phố Hồ Chí Minh này tăng 8-9 lần, thậm chí có những chỗ tăng 10 lần, và ví dụ như một số vùng đất xa xôi á, tôi thấy có những chỗ tăng 15-20 lần. Đấy, những cái sướng như thế, những cái dễ như thế ai ăn? Đấy, đúng không? Ai chịu? Bạn cứ suy nghĩ đi. Ai là doanh nghiệp nào hưởng lợi những cái chuyện đó? Doanh nghiệp nào là doanh nghiệp gọi là ăn hết cái phần lời đó? Bây giờ lời thì ăn thì bây giờ lỗ phải chịu, và nếu không chịu được thì phá sản. Phá sản thì doanh nghiệp này không có thì doanh nghiệp khác sẽ mọc ra. Cơ hội thị trường tức là tính chất cạnh tranh, đúng không? Cạnh tranh tức là ông mà chết đi thì chắc chắn là sẽ có một doanh nghiệp khác nó mọc ra, nó giỏi hơn và nó phát triển tốt hơn, nó tạo công ăn việc làm thôi. Chả có cái lý do gì mà lại bảo là doanh nghiệp này nó gặp vấn đề sẽ làm mất công ăn việc làm. Tôi nói với anh chị và các bạn chứ cái gì chứ lao động cao cấp thì mới ngại, chứ còn lao động phổ thông á, không làm việc này hoặc làm việc khác chả vấn đề gì. Không đi cày thì người ta đi bừa, mà không đi bừa thì người ta đi gặt lúa, chả vấn đề mẹ gì hết á. Không đi làm việc A thì làm việc B. Lao động phổ thông họ đơn giản lắm, không có vấn đề gì. Các ông cứ hô là mẹ dân họ chết,
chắc gì dân chết hay là chỉ vì lợi ích nhóm. Lợi ích các ông chết, các ông mới kêu óm cả đít lên. Rồi có một điều mà rất quan trọng mà lịch sử đã để lại như thế này này. Cái việc mà đưa ra những cái chính sách mà bừa bãi trong cái giai đoạn mà lấy lý do là khủng hoảng với Covid á, nó sẽ là hệ lụy cho tương lai và tạo ra những khoản nợ xấu vô cùng khủng khiếp cho ngành ngân hàng. Và rồi cuối cùng, rồi lại là vòng lặp lịch sử, nó lại quay lại theo kiểu là phải giải cứu hệ thống ngân hàng, sợ là rủi ro hệ thống, rồi sợ là tình hình nó như thế thì rủi ro hệ thống, nên phải bảo vệ hệ thống ngân hàng trước. Bảo vệ cái hệ thống ngân hàng là một trong những cái mà hệ thống tín dụng đấy. Tín dụng tức là dùng niềm tin để mà tiêu dùng, lấy niềm tin của dân chúng để huy động vốn của dân chúng gửi vào hệ thống ngân hàng, sau đó thì cho các doanh nghiệp vay, và phải tuyệt đối đảm bảo được cái đó là các cái chuẩn mực của cái của ngành ngân hàng Basel 1, Basel 2, và thậm chí sắp tới đây chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thiện và chuyển thành Basel 3, tức là các quy chuẩn về rủi ro của hệ thống ngân hàng buộc phải được đảm bảo và đẩy ra tất cả những các cái lĩnh vực, giảm thiểu các cái lĩnh vực cho vay rủi ro như là chứng khoán, bất động sản, đẩy hẳn cái lĩnh vực gọi là ngân hàng đầu tư ra ngoài ngân hàng, và đặc biệt tuyệt nhiên không để cho ngân hàng đầu tư gọi là đầu tư chéo, đầu tư trái phiếu, đầu tư gọi là chéo lẫn nhau, cổ phiếu lẫn nhau, hoặc là sử dụng nguồn vốn để mà đi đầu tư trực tiếp. Đó là những khoản rủi ro. Mà rủi ro thì gì? Rủi ro tức là nó cái tỷ lệ, cái hệ số rủi ro nó cao á, nó sẽ dẫn đến nợ xấu. Mà nợ xấu thì cuối cùng á, là vốn chủ sở hữu của các ngân hàng sẽ có nguy cơ là mất. Mất vốn chủ sở hữu thì đồng nghĩa với việc là chính phủ lại phải ra tay để mua không đồng, để kiểu là phải cứu bằng được, không thì nó đổ vỡ hệ thống. Như vậy là tóm lại là các chính sách như vậy là không đúng, chưa trúng và chưa hợp lý. Nên cái câu chuyện của thị trường bất động sản á, thì hãy cứ để cho nó tự diễn biến, chứ đừng có can thiệp quá nhiều vào thị trường. Và không có bất động sản, không có ngành bất động sản thì có ngành nông nghiệp, có ngành du lịch, ngành công nghiệp, thiếu gì ngành. Rồi dịch vụ, chúng ta thiếu gì ở ngoài kia, không có thì vác xe đi chạy Grab, không vấn đề gì hết. Tại sao lại phải cứ phải cố như vậy nhỉ? Đúng không ạ? Đó là chuyện thứ ba. Cái chuyện thứ tư nữa là nó nằm ở chỗ thế này này. Nhiều người bảo là thị trường bất động sản đã giảm sâu. Ok, các ông cho số liệu giảm sâu cho mọi người biết đi ạ. Giảm sâu như thế nào, giảm bao nhiêu phần trăm? Từ năm 2015 đến nay tăng bao nhiêu phần trăm? Đến ngày hôm nay giảm bao nhiêu phần trăm? Tính ra từng khu vực. Các ông là hiệp hội, các ông thiếu gì dữ liệu đúng không? Bây giờ có dữ liệu rồi, đưa dữ liệu công bố chính thức lên cho mọi người biết xem là Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2018 tăng bao nhiêu phần trăm cho từng khu vực cụ thể, từng quận huyện cụ thể. Giá ban đầu nó là 25-24 nó như thế nào, đến nay tăng bao nhiêu. Còn giảm sâu gây khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản do là thị trường xấu, vậy giảm bao nhiêu phần trăm, giảm cụ thể như thế nào. Đấy, thống kê dữ liệu công bố công khai xem nào, xem nó có đúng có chúng là thực sự là nó đang rất là nguy kịch không nào, hay là nó chỉ bắt đầu, mới như là số lượng giao dịch nó giảm chút một tí, rồi giá thành ví dụ trước đây nó tăng 10 lần, bây giờ nó giảm những khoảng tầm 10%, kiểu như là ngày xưa nó bán miếng đất đấy khoảng tầm 1 tỷ, bây giờ nó bán 10 tỷ, giai đoạn vừa qua nó khó, bây giờ nó còn khoảng 9 tỷ, rồi các ông bắt đầu kêu nhoạng cả lên, bây giờ ăn thì chả chia cho ai, được ăn, lỗ thì lại kêu ầm lên, thế là nào, người ta gọi là đúng là cái loại tư duy con cua, tư duy bò ngang đấy, tức là tư duy là thiếu cái tính minh bạch cũng như là không có một cái chiến lược phát triển bền vững. Tại sao những doanh nghiệp lớn họ vẫn phát triển tốt? Tại sao những doanh nghiệp lớn và siêu lớn họ vẫn phát triển tốt? Mà tại sao những doanh nghiệp vừa và nhỏ lại rất dễ bị ảnh hưởng, bị tổn thương? Là bởi vì chưa trải qua đủ vài chu kỳ của tăng giảm của thị trường, chưa đủ các cái gọi là những cái chiến lược mang tính chất bền vững, chưa hiểu được cái việc gọi là thị trường nó dịch chuyển và làm ăn thì hơi liều mạng. Người ta hay có câu tức là đem cái tư duy cá thể vào để kinh doanh tập thể, tức là kinh doanh theo cái kiểu là lợi cái gì á, liều thì ăn nhiều, phải liều thì mới làm ăn, kinh doanh là phải liều. Thế vậy ok, đồng ý rồi, các ông đưa cái tư duy gọi là cá thể cá nhân của các ông vào để đầu tư kinh doanh theo kiểu liều ăn nhiều, vay cho lắm vào rồi bây giờ đầu tư bây giờ sản phẩm tồn kho nhiều không bán được hàng, hay ngay cả những các cá nhân hiện nay cũng vậy, vốn thì có 2 tỷ thôi nhưng mà vay 8 tỷ để đầu tư. Đến khi có vấn đề phát ra kêu như là ếch kêu trời mưa, ếch kêu trời mưa là kêu rất là kêu luôn, kêu để được cứu mà, kêu để người ta tọng vào mồm á, nhưng mà không dễ đâu, xã hội bây giờ nó phức tạp rồi, nó không như thế đâu. Và tóm lại là nên nhớ là thị trường bất động sản còn chưa đi vào cái xu hướng hoặc là cái chu kỳ sụp đổ. Nó sụp đổ tức là sao?
giai đoạn 2007-2008 đến tận 2011 nó gần như là chỉ dịch chuyển đi ngang nhẹ nhẹ thôi. Nhưng đến khi không chịu được nữa, đến khi mà mọi chuyện nó gọi là nó là ngoài sức chịu đựng của các cái doanh nghiệp gọi là vừa và nhỏ, cũng như là những nhà đầu tư mà chuẩn bị có nguy cơ mất hoàn toàn cái số vốn của mình, thì lúc đó thì họ mới bán bừa bán bậy. Và đến năm 2012-13 thị trường bất động sản mới có một cái đợt suy giảm đủ mạnh để gây ra và đẩy mạnh cái gọi là cái nó gọi là trong cái hệ số rủi ro của ngân hàng, tức là nợ xấu ngân hàng mới tăng vọt. Và lúc đó thì 2013, 2012, 2011, 2013, 3 năm đó chính phủ mới gọi là tá hỏa ra, mới thấy là mới tòi ra những cái vấn đề gọi là rất là phức tạp trong nền kinh tế. Mà trong những cái lúc này tất cả đều đổ lỗi cho nào là tất cả vì Covid, tất cả nào là vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu, rồi phải cứu bằng được. Chả có lý do gì phải cứu cả. Theo tôi thì cứ để cho nó chết. Cứ để cho nó chết, thằng nào sống được thì sẽ vững mạnh, sẽ trường tồn. Còn thằng nào không sống được nữa thì cứ ngõm đi thôi. Ngõm đi cho thằng khác nó có cơ hội để nó ra nó phát triển. Chứ bây giờ cứ để như vậy thì bây giờ doanh nghiệp thì nửa sống nửa chết, không chịu cầm hơi thổi ngạt. Với là một con người là sinh mệnh của con người á, thì bằng mọi giá bác sĩ phải cứu. Nhưng với doanh nghiệp chu kỳ phát triển kém trong hoạt động thì cứ để cho nó chết. Bây giờ cái gì mà phải cứu? Cứu cái gì mà cứu? Các ông cứ suốt ngày là cứu. Tôi chả đồng ý với câu chuyện cứu. Đó là chia sẻ thẳng thắn và chân tình dưới góc nhìn cá nhân của một nhóm làm cộng đồng. Và tôi nhìn thấy được những câu chuyện nó là thế này này. Bất động sản mình á, còn nhiều vấn đề lắm. Còn phải cầm giữ và kìm hãm cái giá tăng. Giá tăng bất động sản nó tạo nên một cái câu chuyện, tức là chi phí làm hạ tầng tăng lên rất là cao. Giải phóng mặt bằng tăng rất là cao. Thậm chí đây này, cái đường Đỗ Xuân Hợp ngay gần nhà tôi này, mười mấy năm rồi mà còn chưa làm nổi. Có một cái cầu á, cái cầu ngày xưa là của công ty cầu đường Thăng Long hay gì đấy tôi không nhớ lắm. Nhưng mà bắc qua cái cầu á, là chơi một cái cầu bắc lên trời. Tức là bắc có nửa nhịp, tôi còn một nửa nhịp lại là cứ nằm đó. Lý do các ông bà, các anh chị biết là như thế nào không? Lý do cơ bản nhất đó là do giá đất tăng quá cao và chi phí đợi gọi là giải phóng mặt bằng tăng đột biến. Cộng với việc cái nhà thầu ngay ban đầu đấu giá là rất thấp. Nhưng bây giờ chi phí gọi là những cái chi phí cố định liên quan đến vật liệu, nguyên vật liệu và các cái chi phí nhân công nó tăng cao. Dẫn đến là cái giá thầu á, là to thấp mà bây giờ mọi thứ nó cao lên. Nên là các ông á, là không muốn làm nữa nên cứ bỏ bẵng đó. Chờ nhà nước vào cứu. Đúng là tư duy cái mẹ gì cũng đòi cứu. Bây giờ cái cứu như vậy thì các ông bảo nhà nước mà tiền chùa mà. Tiền chùa là tiền chùa thế nào? Tiền đó là tiền đóng thuế của dân. Tiền đóng thuế của các doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận. Và đó là tiền của ngân sách, là tiền của dân chúng. Làm gì có cái chuyện tiền nào là tiền chùa. Tôi chả thấy có tiền nào tiền chùa cả. Và trên thế giới nó có một cái điều thế này này, để kìm hãm lĩnh vực bất động sản, chúng ta cần phải sớm soạn thảo và ban hành ngay các cái chính sách liên quan đến thuế nhà đất. Thuế nhà đất và thuế căn hộ thứ hai, thứ ba. Ví dụ như trường hợp ở Mỹ chẳng hạn, một căn hộ có cái giá khoảng tầm 5 triệu đô đúng không? Tức là khoảng tầm 120 tỷ. Tôi vừa cập nhật sáng nay thông tin thôi. Một căn hộ ven sông 120 tỷ đồng. Ok, thằng nào giàu mới được ở. Nhưng có một cái điều thế này này. Mỗi năm phải đóng thuế nhà đất 7%. Tôi nói nhiều thằng giàu phát hoảng ngay. 7%, 71 là 72, 712 là mỗi năm đóng 8 tỷ 2 tiền thuế. Nhiều thằng này cho không cũng không dám ở luôn, nên đừng nói là bỏ tiền ra mua. Mẹ sốt rét luôn. Đóng thuế mỗi năm 7% thuế nhà đất. Việt Nam mình mà đóng thuế phát thì giá bất động sản thì lăn ra chết ngay. Chết luôn. Và không có cái cửa nào mà đầu cơ theo kiểu bây giờ nào là có hai cái văn của cái dân bất động sản tôi hay nghe, tức là người đẻ chứ đất làm sao mà đẻ. Đất đầy, ông nào đi từ Việt Nam, từ thành phố Hồ Chí Minh mà ra Hà Nội, tôi nói cho các ông biết chứ đất ở giải đất hình chữ S nhà mình á, đầy. Chẳng qua là chúng ta hòa vô nhau rồi rúc vào những cái chỗ gọi là trung tâm thành phố chi cho nó kẹt. Ông đi thử đi, ông nào ông vác xe lên ông đi phượt từ Bắc vào Nam xem. Đất giải đất hình chữ S này không thiếu đất, đó là thứ nhất. Đừng nói là người đẻ đất không đẻ, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là thị trường bất động sản sẽ mãi mãi tăng. Nằm mơ đi các cụ. Nói cho các cụ biết là chưa đến lúc. Bởi vì có nhiều lý do để và phải hoàn thiện pháp lý để đánh thuế căn nhà thứ hai, đánh thuế nhà đất, đánh mạnh vào thuế nhà đất. Và đặc biệt là đánh vào thuế nhà đất những cái căn hộ mà gọi là trên dưới 5 tỷ đồng á. Dân mới bớt khổ đi. Người dân bây giờ đi làm, tôi nói với ông này, các ông này, tôi lấy trung bình thì mỗi năm á, mỗi tháng 15 triệu, mỗi năm á, trừ trọt ăn uống đi, mỗi người để được 100 triệu. Ok, đến khi nào mới mua được miếng đất hay là căn nhà khoảng tầm 3 đến 5 tỷ? Tôi thách thức đấy. Nếu mà dân chúng tính theo cái gọi là cái lương bổng bình thường á,
đến khi nào mới có thể mua được những căn nhà như thế? Thế bây giờ không 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 điều chỉnh giá đất, không làm sao để cho nó ổn định, để dân có thể tiếp cận. Người ăn không hết kẻ lần trắng da, có thằng thì có cả 10 căn nhà nhưng mà có thằng chả có căn nào á. Đó là cái câu chuyện là nó rất là bất cập. Chứ đừng có nói suốt ngày cái kêu cứu, mắc cái gì mà phải cứu. Thằng nào làm dốt thì cứ để cho nó chết. Thế nhá, bye bye.